Xin được cảm ơn bạn. Và xin mời phần điểm thi trở lại của thí sinh số đeo 34 Lê Kiến Hoàng. Đúng rồi. Mời các bạn đến về vị trí.
Cơ mặt trước ạ. Đuổi
từ nhé, từ từ nhé, đồng sau nè, đồng sau nè, thôi. Đúng rồi. Rồi, giữ, giữ, giữ. Không, không rồi ơi, không. Không. Đúng rồi. Kính chào các vị, trên sân khấu chúng tôi lúc này là năm chàng trai của vòng chung kết nội dung men sport trên 1m70 giải năm men sport trên 1m70 giải năm xin được chúc mừng số đeo 1-1 Quỷ Tấn Trung Long. Một cái từ là cái đó mà rất là quen.